đến viếng các đền thờ liệt sĩ trên địa bàn huyện Châu Đức trong không khí trang nghiêm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Nguyễn Công Vinh và các thành viên trong đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ, ghi ơn những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Dịp này, lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo huyện Châu Đức đã ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh căn dặn cán bộ địa phương thực hiện tốt việc trông coi các đền thờ liệt sĩ để nhân dân trong tỉnh đến thăm, viếng vào những ngày trọng đại, lễ Tết trong năm.